Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình ở theo anh mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là cài đặt ngôn ngữ Ở trên cái chiếc máy tính của chúng ta những mọi người nhé Hiện tại cái máy tính của mình đang chạy Windows 11 những mọi người nhé Và bây giờ mình đang tiến hành khởi động cái máy tính của mình lên những mọi người nhé Ok, sau khi máy tính của mình khởi động lên như này rồi Thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là cửa sổ Windows của các bạn nhé mọi người nhé Đây, nó sẽ có cái phần là Start đây, chúng ta sẽ chọn vào nhé mọi người nhé rồi tiếp đến thì các bạn sẽ chọn đến cho mình cái phần là setting là phần cài đặt nhé mọi người nhé. rồi trong cái phần cài đặt này thì các bạn sẽ chọn cho mình vào đến cái phần là tham và language nhé mọi người nhé là thời gian và ngôn ngữ đấy mọi người ạ. rồi ở đây thì mình sẽ chọn vào phần là ngôn ngữ và vùng nhé mọi người nhé rồi ở đây thì uh, mỗi một ngôn ngữ thì chúng ta hoàn toàn có thể là thêm được nhé mọi người nhé uh, ví dụ như ở đây nó sẽ có vài ngôn ngữ để cho mình chọn này hiện tại là của mình đang có bản tiếng việt nhé mọi người nhé và tiếng anh này nếu mà các bạn muốn chọn và cài đặt cái ngôn ngữ của các bạn uh, đang sử dụng thì các bạn sẽ ấn vào phần là app này cho mình nhé Add language này Add ngôn ngữ đấy rồi các bạn sẽ chọn đến cái ngôn ngữ mà chúng ta muốn chọn để cài đặt lên cái máy tính của chúng ta nhé mọi người nhé ở đây thì uh, nó cũng có cái thông báo biểu tượng những ngôn ngữ được hỗ trợ Uh, ví dụ như là nó sẽ có cái phần là uh, chức năng chuyển văn bản sang tiếng nói này đó đây và tiếp theo là uh, nhận dạng giọng nói này và tiếng viết tay nha mọi người nhá thì nó đã có những cái biểu tượng ở đây cho mọi người có thể là nhìn thấy này những cái ngôn ngữ nó hỗ trợ đầy đủ đây nha mọi người nhá rồi ở đây thì mình uh, sẽ cài sang tiếng việt nhá ở đây thì mình sẽ kích vào phần là uh, này mình sẽ chọn tiếng việt nha mọi người nhá rồi lúc này các bạn cần phải đăng xuất cái Windows của các bạn ra, thì bắt đầu cái máy tính của chúng ta nó mới bắt đầu là uh, cài đặt tiếng Việt cho chúng ta nhé mọi người nhé. Ở đây thì mình sẽ kích vào phần là đăng xuất này. Đây nó có thông báo này phải đăng xuất Windows này, thì bắt đầu mới đổi được sang ngôn ngữ nhé mọi người nhé. Mình sẽ ấn vào đăng xuất nhé. Rồi mình ấn OK này. Uh, mình sẽ đợi cái máy tính của mình khởi động lại nhé mọi người nhé. OK, sau khi cái máy tính của mình đã khởi động lại lên rồi, thì mình sẽ điền cái mật khẩu ở đây nhé mọi người nhé. ok sau khi cái máy tính của mình khởi động lại lên rồi thì ở đây mình sẽ thử kích vào cái phần reset đây mọi người có thể nhìn thấy này cái bản win của mình nó đã chuyển sang tiếng việt rồi nhé mọi người nhé mình sẽ vào cửa sổ windows này đó thì tất cả các ngôn ngữ của mình nó đã chuyển sang cái tiếng mà mình muốn thích nhé mọi người nhé và mình đã cài đặt được cái tiếng việt cái tiếng của quốc gia mình nên cái chiếc máy tính này nhé mọi người nhé ok thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là cài đặt ngôn ngữ ở trên cái chiếc máy tính của chúng ta những mọi người nhé thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và ích cho mình một like đăng ký nhá và chia sẻ video giúp mình